cảm động, một cậu bé Ukraine cầu nguyện trước thập giá làm tan chảy trái tim của bao nhiêu người. Thành Long Vlog mến chào cộng đoàn. Theo trang Chiến sĩ Chúa Kitô chia sẻ, trong chiến tranh, trẻ em chính là những nạn nhân đầu tiên. Không chỉ phải chịu đựng những đau khổ mà các em còn bị hằn sâu những ký ức tồi tệ của bom đạn trong suốt phần đời còn lại. Chúng ta thấy hình ảnh trẻ em trong vòng tay của mẹ, của người thân chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh. Trên những chuyến xe, ở những khu tị nạn, ở hầm trú ẩn hay những trẻ em đi bộ hơn cả ngàn cây số để qua biên giới với số điện thoại được viết trên tay. Vừa qua, hình ảnh một cậu bé Ukraine đang hát trước thánh giá đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bài hát cầu nguyện mà cậu bé hát bằng tiếng Ukraine dâng lên Chúa Giêsu trên thập giá gây xúc động cho mọi người. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Và con nói, Chúa ơi, hãy cứu chúng con và Ukraine. Con nói với Chúa, con yêu Ngài. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Україні! Героям слава! Люблю сестру! Я тебе дуже сильно люблю! Люблю сестру! Врятуй, будь ласка, нашу Україну! Sau đó, cậu bé làm dấu thánh giá kiểu chính thống giáo từ phải sang trái. Đoạn video được ghi lại vào ngày 22 tháng 3, khi chiến tranh tại Ukraine đang ở giai đoạn khốc liệt nhất. Chúa yêu những lời cầu nguyện của trẻ thơ, dù chưa có nhiều thông tin về đoạn video, nhưng người quay clip chắc chắn là bố mẹ của cậu bé. Đoạn video đã được lan truyền rộng rãi, được quay tại một thành phố có thể là Elvis hoặc Kyiv. Những con đường lát đá cuội nói về di sản và cội nguồn Kitô giáo, về lịch sử thuộc về tất cả mọi người. Cầu nguyện là thứ vũ khí mạnh mẽ và cậu bé này đã dạy cho chúng ta một bài học mà chúng ta không được phép quên. Nếu anh em không trở lại và trở nên như trẻ thơ, anh em sẽ chẳng bao giờ được vào nước trời. Theo Aletheia, nguyện xin Chúa thánh hóa và ban bình an cho nhân loại chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.